Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phù Cừ về tình hình phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành có liên quan. Ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa 26, nhiệm kỳ 2020-2025 vào tháng 8 năm 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phù Cừ đã ban hành 7 chương trình phát triển kinh tế xã hội và một đề án đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Thời gian qua, cấp ủy chính quyền huyện Phù Cừ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nghị quyết phát triển kinh tế xã hội và đạt được những kết quả tích cực. Tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp 7 tháng đầu năm 2021 đạt trên 700 tỷ đồng. Toàn huyện có 20 hợp tác xã kiểu mới hoạt động hiệu quả, có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp tiểu thủ công nghiệp xây dựng đạt trên 1.300 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng thu ngân sách nhà nước 7 tháng đầu năm đạt gần 800 tỷ đồng. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, nhất là trong việc rà soát khoanh vùng dập dịch. Bên cạnh những kết quả đạt được, một số xã thị trấn còn thiếu tích cực trong lãnh đạo chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của nhà nước. Kết quả thực hiện giải tỏa công trình vi phạm theo quy hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh chưa có nhiều chuyển biến. Công tác cải cách hành chính, đặc biệt là chỉ số hài lòng của người dân còn thấp, tiến độ xây dựng cụm công nghiệp thu hút các dự án đầu tư còn hạn chế. Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa rất ấn tượng với những thành tích và kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phù Cừ đạt được trong thời gian qua. Về định hướng phát triển trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện Phù Cừ cần phân tích những nguyên nhân chủ quan dẫn tới những yếu kém, hạn chế còn tồn tại để có giải pháp khắc phục hiệu quả. Bên cạnh đó, cần nâng cao công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành của các tổ chức đảng chính trị, xây dựng chỉnh đốn đảng trong sạch vững mạnh. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường, huyện cần quyết liệt thực hiện mục tiêu kép vừa ứng phó kịp thời, hiệu quả các tình huống dịch bệnh, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội phù hợp với điều kiện thực tiễn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, với những tiềm năng, lợi thế của huyện, mục tiêu đến năm 2025 đưa Phù Cừ trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu là rất khả thi. Đối với cả huyện Phù Cừ của chúng ta vẫn cho là vẫn dựa trên ba cái trụ cột chính cho tạo ra cái động lực tăng trưởng đột phá trong cái thời gian tới đây. Một là cái nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sinh thái, công nghiệp sạch, đấy là bất di bất dịch. Chúng ta sẽ đi theo cái hướng đó. Nhưng mà muốn tạo ra cái bước phát triển nhanh hơn, người dân được hưởng lợi lớn hơn, thì các đồng chí tính tới hai cái trụ cột nữa trong tăng trưởng. Một là công nghiệp hóa, hai là đô thị, chúng ta phải là đô thị sinh thái, và gắn với vào việc xây dựng cái nông thôn mới kiểu mẫu và cái nông nghiệp cũng là nền tảng cho phát triển bền vững của chúng ta. Hay là có mô hình về công nghiệp ở đây, chúng ta cũng chỉ thu hút những cái loại hình công nghiệp mà nó là công nghệ cao, thân thiện với môi trường, để tạo ra một cái huyện Phù Cừ của chúng ta có cái giá trị khác biệt so với các địa phương khác. Chúng ta có nông nghiệp sinh thái, chúng ta có đô thị sinh thái, và chúng ta có một nền công nghiệp thân thiện với môi trường. Đây là cái hướng đi tôi cho là rất phù hợp. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu huyện Phù Cừ thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp đã được quy hoạch để thu hút dự án sản xuất công nghiệp, tăng cường công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, tăng cường tính minh bạch công khai, để mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số hoạt động hiệu lực, hiệu quả và an toàn, phục vụ nhân dân, thực hiện có hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo ngay tại cơ sở.